Xin chào các bạn, mình đến từ diễn đàn HTC Việt Nam, htcviet.vn. Và hôm nay mình có trên tay cái sản phẩm mới nhất của HTC đang bán tại thị trường Việt Nam, đó là HTC One A9. Đây là sản phẩm mà nằm trong cái phân khúc tầm trung, chứ không phải cái sản phẩm như chúng ta kỳ vọng là một cái sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên cái thiết kế của nó theo mình đánh giá là một cái thiết kế rất là cao cấp về cái mặt chất liệu cũng như là về cái mặt thiết kế của HTC dành cho cái sản phẩm này. Và cái mức giá của nó hiện nay nó cũng không quá là cao, theo mình nghĩ là như vậy. Và đây là một cái sản phẩm chính hãng. Trước đây mình đã có một cái sản phẩm, tuy nhiên nó không đầy đủ những phụ kiện. Bây giờ mình sẽ xem là cái phụ kiện mà HTC trang bị cho chiếc One A9 này nó như thế nào, có những phụ kiện gì. Đầu tiên là đây là cái chiếc máy mình đã vừa bóc ra rồi. Mình đã bóc hết ra rồi và mình làm một cái video ngay cho các bạn. Đầu tiên là có những cái sách hướng dẫn và có một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt. Một cái tai nghe giống như của HTC One M9. Mình cũng bóc ra đây. Tai nghe. Một cái cục sạc 1.5A. Thì cái sạc 1.5A này thì không phải là một cái sạc nhanh. Hy vọng là nó vẫn... Tuy nhiên thì cái pin của HTC One A9 nó không được cao cho lắm, nên hy vọng là cái sạc này vẫn đủ cấp điện cho cái thời gian sạc của máy nhanh. Một cái cáp và vài cái nút tai nghe. Còn ngoài ra còn một cái phụ kiện, một vài những cái linh tinh nữa, không quan trọng lắm. Chúng ta sẽ xem về những cái cách bố trí của HTC năm nay. Đây là một cái phím nguồn HTC trang bị, nó không được, nó có cái độ này rất là cao, tuy nhiên nó không, các bạn nhìn này, nó rất là thấp đó. Tuy nhiên mình thấy thích ở cái A9, nó là cái độ này nó cao, nó không quá lồi lên. Đây phím nguồn và hai cái phím tăng giảm âm lượng. Ổ SD, một cái khe cắm SD và cái khe cắm SIM ở đây, nano SIM. Mặt trước thì vẫn khá là to, hai cái dải này khá là to. Còn ở dưới này chúng ta có một cái cổng, có một cái mic. Cái mình sẽ zoom lại gần cho các bạn xem. Mình quay bằng điện thoại đó, các bạn thấy cái cách chế tác năm nay của HTC đối với One A9 nó rất là tỉ mỉ và không có một cái chi tiết nào được gọi là không hoàn thiện cả. Tuy nhiên thì đây chính là cái loa của máy đấy. Mình đã thử bật cái máy này lên rồi và mình đã thử nghe một cái bài hát thì cái chất âm của nó không được hay như trên One M9. Và nhất là không thể nào sánh được bằng One A9 cả. One M8 thực sự nó khá là nhỏ và nó không được. Và cái chất của nó thì không được như của những cái chiếc điện thoại HTC ngày xưa. Cái phiên bản mình cầm nó phiên bản màu gold, rất là đẹp, sang trọng. Đây là camera của máy. Nó khá là lồi. Và một cái đèn flash 2 tông. Thì cái camera này thì mình sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết riêng cho nó trong cái một cái bài viết tới. Mình đang hỏi các anh chị là xem là cái chiếc điện thoại này của mình có phải là một bản demo hay không, thì các anh chị khẳng định là đây là một cái bản chính thức. Tuy nhiên thì không hiểu sao mà cứ mỗi lần mình vào thì lại có một cái thông báo như vậy và mình lại phải chạy. Thì cái phần mềm này thì chúng ta có thể tắt được, cái phần mềm demo này chúng ta có thể tắt được nếu mà đây lỡ là một chiếc máy demo. Và đây chỉ là trong cái trường hợp của mình thôi. Và các bạn khi mua thì chắc chắn sẽ là những cái chiếc điện thoại HTC tốt rồi. Và những cái chiếc điện thoại HTC không có những cái tình trạng như này.
Trên đỉnh này là những cái dải anten, và các bạn thấy nó kết nối với hai cái phần nhựa ở thân máy để làm cho máy bắt sóng, bắt wifi tốt hơn. Giao diện Zen 7 và Android 6.0. Mỗi lần vào nó lại có cái tình trạng như vậy. Mình đã có hỏi và anh chị bảo là chờ cái thông tin để xem có đúng đây là cái phiên bản gửi cho mình có phải là cái chiếc demo hay không. Cái chiếc này là phân phối thị trường Việt Nam 425. Zen 7 và Android 6.0 vẫn như cũng khá giống cái chiếc điện thoại trước đây mình cầm. Ứng dụng thì nó không quá nhiều như ngày xưa, tại vì nó đã cắt bớt đi một vài cái ứng dụng của chính HTC và thay vào đó là những cái ứng dụng của Google. Thì cái này thật sự là đáng tiếc, mình nghĩ là đáng tiếc, vì ít có những cái ứng dụng của hãng nào nó lại có nhiều cái tính năng như của HTC. Đó, phần cài đặt mất đi cái chất của HTC ngày xưa và không còn chúng ta sẽ thấy rất là lạ, không, nó giống với Android gốc hơn chứ không giống như giao diện Zen 6 nữa, không giống như Android 5 nữa, mà Android 6 trên cái chiếc A9 này nó thay đổi hẳn sang. Mình sẽ thử cho các bạn nghe một cái bài nhạc xem đúng như mình nói không. Cho max volume luôn. Cái chất âm của nó không được tốt như trên One M9, tại vì một phần là cái loa của nó để ở dưới đáy. Trước đây thì HTC dùng cái loa để trên này và dưới này tạo cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh là tốt hơn. Và cái phím này nó hơi thụt xuống một chút và nó cũng có tác dụng như phím home luôn, mặc dù mình chưa cài đặt thì không biết là trước đây đã cài đặt chưa, chắc là có cài đặt rồi. Âm thanh Dolby Audio không bằng M9. Bảo mật vân tay, đánh thức màn hình, phím home, đó, trong cái cài đặt đó các bạn thấy. Xem cái tốc độ nhận của nó như thế nào. Vâng, rất là nhanh. Vâng, rất là nhanh. Ui. Mình sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết cái chiếc điện thoại này và một cái bài đánh giá nữa về camera của chiếc điện thoại này cho các bạn trong những cái bài viết tới. Xin chào và hẹn gặp lại.